Hello, xin chào anh nhá. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình. Lại là mình đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với mọi người đây để hướng dẫn cho anh em cái cách có thể chơi để con game tài xỉu bằng cái công thức single 2 và single 3 nhá. Ok, thì nay mình sẽ vào con tài xỉu dòng xanh này và đánh cho anh em xem là cái công thức này nó có hiệu quả không. Đấy, thì thực ra hiệu quả không thì mấy ngày hôm nọ mình đánh cho anh em xem, anh em cũng biết rồi đúng không? Và cái công thức này thì mình cũng không cần phải nói nhiều nữa về cái độ hiệu quả của nó. Đấy, nên là anh em đánh ý, thì anh em cứ áp dụng đúng theo mình chơi như thế nào thì anh em đánh theo như thế thôi. Đấy, ok. Và nay thì mình sẽ bonus thêm cho anh em một cái câu thần chú là hai con giống nhau đợi nhau. Tỷ lệ bẻ với con ngược lại là 80%. Con này chơi bẻ con sau sẽ bẻ tỷ lệ 90% anh em nhá. 33. 33 giả nam phải thế chứ. Con này tỷ lệ ăn đấy tầm khoảng 80% mà anh em. Đấy, tại sao thế? Tại vì như mình nói rồi, mình bonus cho anh em một cái câu thần chú đúng không? Cái câu thần chú là hai con giống nhau đệ nhau, tỷ lệ bẻ và con ngược lại là 80%. Con này chơi bẻ con sau sẽ bẻ tỷ lệ 90% anh em ạ. Cái câu thần chú này thì mình cũng đã ghi về trang màn hình cùng cái công thức single 2 và single 3 rồi. Đấy, anh em có thể đọc nhá. Ok, thế con này 80% tỷ lệ ăn, tại vì ở đây có hai con 8 giống nhau đệ nhau mà. Nên mình sẽ có tỷ lệ ăn về một con tài là 80% thôi. Hai con 8 là hai con xỉu thì mình sẽ có tỷ lệ ăn một con tài, được chưa? Đấy, nó rất là đơn giản là như vậy thôi. Ok rồi nhá, xong về gọi là xong cái phần cái câu thần chú rồi. Đấy, thì mình sẽ quay trở lại nói về công thức đi. Công thức thì mấy cái ngày hôm nọ là mình cũng đánh cho anh em xem cái độ hiệu quả của nó thì anh em biết rồi đúng không? Nhưng mà mình cũng phải nhắc trước, gọi là nhắc cho anh em như thế này là công thức của mình ấy là nó sẽ tăng cái tỷ lệ thắng của anh em lên thật. Đấy, nó sẽ kéo cái tỷ lệ thắng của anh em lên thật, nhưng mà nó không phải là toàn năng, nó không phải là một cái công thức mà anh em cứ áp dụng vào là có lãi. Anh em đánh cực kỳ chuẩn, anh em bắt cầu cực kỳ chuẩn đấy thì anh em mới có thể là kiếm lời kiếm lãi được. Anh em mà bắt cầu sai là toang luôn. Nhưng mà nhiều anh em không phải nhiều mà là có một thiểu số anh em nhá, ví dụ là 100 người có tầm khoảng là 1-2 người gì đấy là anh em áp dụng công thức của mình này. Đấy, nhưng mà anh em áp dụng chuẩn rồi, bắt cầu chuẩn rồi, nhưng mà những anh con 80-90% tỷ lệ ăn anh em vẫn chết. Đấy, chết một hai tay thì không sao đúng không? Tại vì đánh chục tay 80-90% tỷ lệ ăn mà chết đánh chục tay, chết một hai hay là ba tay nó bình thường, nhưng mà anh em chết tận 5-6 tay cơ thì làm sao? Thì nói thật với anh em luôn là anh em quá đen rồi. Nếu mà anh em mà dính cái trường hợp như thế nhá thì một là anh em thử đổi công thức khác, hai là đổi con game khác chơi xem là có hiệu quả hay không. Đấy, nếu mà nó không hiệu quả nhá thì nói thật anh em nên bỏ, không chơi những con game như thế này nữa. Tuy là mình cũng nghẹo thật đấy, mình cũng nghiện những con game này thật đấy, nhưng mà một khi nhá mình đã chơi, mình đã đen như thế rồi, chơi công thức nào cũng không lãi được, chơi cái con game nào nó không lãi được như anh em ấy. Có một thiểu số anh em là như thế đúng không? Thì nói thật với anh em luôn là chơi những con game này để làm cái gì? Chơi những con game này kiếm lời kiếm lãi. Kiếm lời kiếm lãi, nếu mà không kiếm lời kiếm lãi được thì tại sao mình lại gắn bó như với những con game này đúng không? Không kiếm lời kiếm lãi được thì cờ ốc cúc. Đấy, không bao giờ gọi là không bao giờ động những con game này nữa, tại vì cái số của mình quá đen rồi, cái vận may của mình quá đen rồi. Đấy nên là những anh em mà dính cái trường hợp như thế nhá thì phải khuyên thật anh em là nên nghỉ, được chưa? Cái gì quan trọng thì phải nói gọi là nó đi nói lại cho anh em biết. Ok rồi nhá. Thì bây giờ là mình sẽ vào và hướng dẫn em công thức bắt cầu bằng single 2 và single 3 đi. Cái con vừa rồi thì mình lại tiếp tục đánh theo cái câu thần chú tiếp. Đây, ở đây có hai con 11 này thì mình lại đánh theo một con xỉu theo anh em ạ. Cực kỳ ngon đúng không? Hai tay, hai mỗi con 5m. Theo húp được 10m rồi. Wow, húp mạnh luôn đấy anh em ạ. Ok nhá. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu với con số 9 đằng sau này để hướng dẫn anh em này. Tắt cái câu thần chú. Tắt cái cách tính thuật ngữ phiến trá này đi cho đỡ bị vướng mắt. Bắt đầu từ con số 9 đổ xuống, bộ 4 trang tài 12 muốn thuận. Bạn 3 trang xỉu 8 muốn nghịch. Bạn 2 lẻ xỉu 8 muốn thuận. Bộ 1 lẻ tài 11 muốn nghịch. Nặng 3 trang tài 11 muốn thuận. Nặng 4 lẻ xỉu 10 à. Lẻ ra xỉu 10 muốn thuận. Trên nó đang ra cầm 11 đúng không? Ở đây thì mình sẽ đánh theo muốn thuận này. Nặng 3 muốn thuận là muốn tài. Con này à? Thôi 2m thôi. Tuy là con này cũng có tỷ lệ ăn là 80% đấy, nhưng mà mình thích đánh to vào những cái cục mà đánh cái cục chôn ấy là mình không hiểu sao nhá, mình khoái đánh cái câu thần chú hơn là đánh theo cái công thức anh em ạ. Chắc là cái câu thần chú dễ đánh hơn, cái câu thần chú dễ nhìn ra và dễ đánh theo hơn. Nhưng mà cái câu thần chú mà một khi mà đã đen nhá, đã đen là sao, cái câu thần chú nhiều khi anh em đánh đen ấy 80-90% tỷ lệ ăn anh em vẫn chết liên tục là bình thường. Như mình nói như kiểu lúc nãy đấy. Đấy thì anh em lại xa bờ rất là nhanh. Cái công thức thì nó lại không thế anh em ạ. Nhưng gọi là nếu mà cái câu thần chú đánh thì mình cảm giác nó lại dễ ăn hơn nhá. Không hiểu sao lại thế. Nói chung là nó sẽ bù trừ cho nhau thôi. Cái gì cái nó cũng phải có nhược điểm đúng không? Không cái gì là hoàn hảo cả. Đấy. Nên là mình đánh ấy thì mình cũng phải gọi là sáng suốt một chút. Khi nào mà mình đánh lãi cảm giác là ổn rồi thì nghỉ.
Còn nếu mà quá tham thì nhiều khi anh em sẽ xa bờ lúc nào không biết đâu. Ok rồi, cái con này lại xuất hiện là hai con 10 giống nhau đấy nhau đúng không? Rồi tiếp tục phang 5M sẽ thế nào đấy, ăn được thì quá là ngon rồi chứ còn gì nữa đúng không anh em. Ok rồi, 4 46 rồi thì chấp luôn đúng không, chấp luôn còn một, trừ khi con này nó ra con không cho mình đấy. Trừ khi cái con này nó ra con không thì mình chịu thôi, còn nếu mà nó ra con một thế này thì vẫn cứ là hút đúng không. Ok quá ngon luôn anh em ạ. Mút 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 đấy, lại hút được thêm một con nữa, thế là quá gọi là quá ấm rồi đây anh em. Cái con này là một con gì đây, ba hạng ba ra tài 11, một con thuận này. Ok vì là cái con này nó ra một con thuận thế nên là mình sẽ đánh theo cầu 1 2 nhá, tại vì sau cầu 1 1 thường thường là nó sẽ ra cầu 3 3 ba một cầu chuỗi này. Đấy, nên là cái con số 7 này mình mới lúc nãy mình đánh theo một con thuận đấy, nên là mình mới bảo cái con đấy nó là một con thuận đúng không, tại vì cầu 3 3 3 một cầu chuỗi thì nó đều chỉ ra con này là một con thuận mà, nên là cái con này tỷ lệ là 80%, nhưng nó lại ra một con nghịch đấy. Thì may may là cái con số 8 này nó lại xuất hiện cái câu thần chú, nên mình không phải cần không cần phải dò là theo cầu 1 2 cầu 1 2 3 đấy, mình đánh theo cầu thần chú thôi. Và con này ra một con thuận à, bố một con thuận là một con xỉu nhá, mình sẽ đánh 10 mở. Ôi không kịp rồi, buồn đấy nhở. Ui may may vãi chưởng, uầy thế là nó không theo câu thần, gọi là nó không theo công thức anh em ạ, vãi chưởng. Hổ sao nay mình đánh theo câu thần chú lại may thế đúng không, đánh theo công thức thì 80% trên một tay rồi này, con này 90% tỷ lệ ăn, nó lại chết tiếp anh em ạ. Ảo thế, hay là ở trên không phải cầu 1 1, có thể nhá. Tại sao mình lại nói như vậy đúng không, nãy mình bắt đầu từ con bao nhiêu đây, từ con số 9 này đúng không, hạng 1 này, hạng 1 lẻ ra xỉu 9 là một con thuận, con trên này là một con thuận. Why thì mình đoán nhá, ở trên không phải cầu 1 1 thật, mà nó đang ra cái loại cầu là cầu 2 1 1 2. Nó đang ra loại cầu là cầu 2 1 1 2 anh em ạ. Thế là đã có câu trả lời là tại sao cái con này mình có tỷ lệ 90% với 80% tỷ lệ ăn liên tục nó lại gãy, tại vì nó có phải là cầu 1 1 ở bên trên đâu, ở đây là nó ra cầu ở trên này, con này lại là một con thuận thôi, tức là nó đang ra cầu 2 1 này xong nó ra cầu 1 2 anh em ạ, nên là cái con này mình gãy nó là bình thường thôi. Bảo sao ok thôi không sao nhá, vì là cái con nãy như thế nên là cái con này mình đang hơi nghi ngờ. Vãi trưởng, thế này không phải là do mình, thế này là do nhà cái anh em ạ, thế này là do không phải nhà cái mà là do nhà mạng nhá anh em. Vãi cả trưởng, con này tỷ lệ ăn 90% ngon như thế này, con này không nhầm được nhá anh em, con này không thể nhầm được, tại vì ở trên đúng không, nó là giá ra cầu 2112 rồi đấy, nên là cái con này mình có thể gọi là rất chắc chắn với anh em luôn là cái chỗ này, cái chỗ con số 10 này mình sẽ có tỷ lệ ăn một con thuận với tầm khoảng 90% anh em ạ, tức là nó đang ra cầu 11, cái con này ra cầu 11 tức là con số 10 đúng không, ấy con số 10 thì mình sẽ có tỷ lệ ăn một con thuận đâu đấy tầm khoảng là 90%, tại vì con anh em cứ nhớ nhá, lại con thứ tư của 11 nó sẽ có tỷ lệ ăn là 90%, cái tỷ lệ ăn cao nhất được chưa, 1 2 3 4 ấy, con cái con này mình sẽ có tỷ lệ ăn 90% anh em ạ. Nhưng mà không hiểu sao nãy rõ ràng anh em nhìn thấy không, còn tận 3 giây mình vào tiền, mình ấn đặt cược nhưng mà nó không cho mình đặt, tại vì sao, tại vì mạng lag vãi cả trường rồi chứ thôi sao nhá. Nói chung là lãi gần như x đôi thế này cũng ngon rồi, cũng không nên toxic, cũng không nên gọi là cay cú làm cái gì đúng không, nhưng mà đang gần thì lên hơn 30M nhưng mà cuối cùng lại không lên được anh em ạ. Nói chung là lãi như thế này ngon rồi, nhưng mà lòng tham mà đúng không, đấy, muốn là lãi to hơn, nhà cái gọi là nhà mạng không cho mình lãi to hơn thì thôi đành chịu thôi chứ biết làm sao, cũng do nhà mạng cái tay trước mình mới tránh cái việc lỗ mười mới chứ đấy, nên là cái tay này bù lại thì cũng chả sao cả. Ok thế thôi nha, này đây thôi, anh em nào mà có câu hỏi gì hãy comment phía dưới cho mình biết, mình sẽ lên video hướng dẫn cho anh em. Nay gần như là x đôi vốn rồi đâu đúng không, quá là ngon anh em ạ. Ok bye bye, gặp lại mọi người ở kiến thức